Uni Media. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hoàng Nhung, 26 tuổi đến từ thủ đô Hà Nội. Đúng rồi. Yeah. Đúng rồi em ơi. Và tiếp theo sẽ là thí sinh số báo danh 114, Hoàng Thị Nhung. Cô tới từ thủ đô Hà Nội và hiện đang là một doanh nhân. Hoàng Thị Nhung chia sẻ, thủ đô Hà Nội hiện đại nhưng vẫn giữ đâu đó nét đẹp cổ kính và trầm mặc. Tiếp theo là một thí sinh đến từ thủ đô Hà Nội, số báo danh 114, Hoàng Thị Nhung. Một cô gái vô cùng quyến rũ đến từ có số báo danh 114, Hoàng Thị Nhung. Hoàng Thị Nhung, đối với cô, hạnh phúc chính là được theo đuổi những gì mà mình mơ ước và tạo ra những giá trị tốt đẹp để mang tới cho cộng đồng và làm đẹp cho thế giới xung quanh cô. Hoàng Thị Nhung, số danh 114. Tôi đã có một quãng tuổi thơ dài đầy những tổn thương và mất mát. Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã phải đi làm rất nhiều việc để có chút tiền mưu sinh và để trang trải tiền học phí. Cũng ngay từ khi còn nhỏ, tôi cũng phải nhận rất nhiều những lời nói không hay từ những người xung quanh và cả từ những người thân của mình dành cho mình. Nhưng sau tất cả những năm tháng qua, tôi đã không ngừng nỗ lực để vươn lên, để có thể khiến bản thân mình trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày. Và để có được ngày hôm nay, tôi được tỏa sáng trên bầu trời của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Và tôi kể câu chuyện của mình chỉ muốn cho các bạn trẻ hiểu rằng chúng ta dù sinh ra không được ở vạch đích hay phải chạy thục mạng mới tới được vạch xuất phát, chỉ cần có ước mơ, có khát vọng và nỗ lực hết mình để làm việc, để đạt được mọi điều mà mình mong muốn, thì bạn chắc chắn sẽ đạt được mọi điều mà mình mong muốn. Dù bạn không phải là người giỏi nhất, nhưng bạn phải là phiên bản tốt nhất, hoàn hảo nhất cho cuộc đời của chính mình. Life is about making the dream come true. Thank you. Hãy cùng chào đón thí sinh tiếp theo, Hoàng Thị Nhung, số báo danh 114. Hello everybody, my name is Ngô Bảo Ngọc and I am 26 years old. I'm so proud to be one of the candidates of the Miss Universe Vietnam 2022. Hai bạn có chiều cao rất là tốt và hình thể rất là đẹp. Nhưng mà về phần trình diễn hồi nãy không biết xem ở đâu luôn á. Mình có thể đi lại được không? Bạn đồng đội. Đó là tinh thần, nhưng mà khi thi á, phải biết mỗi người phải có một cái vị trí tỏa sáng riêng. Không cần thiết phải ôm nhau, chỉ cần đi đều với nhau là ok. Dạ. Lưu số em đi 314, 113, Bảo, Ngọc, Ngọc, Châu. We are Vietnam Woman. Ngô Bảo Ngọc, cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh với số báo danh 113, hiện đang là người mẫu kinh doanh. Ngô Bảo Ngọc, cô gái đến từ thành phố Hồ Chí Minh, sinh ra và lớn lên nơi có vẻ đẹp giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Bảo Ngọc tự hào mình mang trên mình chiếc áo dài Việt Nam, nét đẹp truyền thống vẫn còn mãi trong cô gái hiện đại. Tiếp theo là một vẻ đẹp vô cùng tự tin đến từ thành phố Hồ Chí Minh, số báo danh 113, Ngô Bảo Ngọc.
Số báo danh tiếp theo 113, thí sinh Ngô Bảo Ngọc. Bảo Ngọc quan tâm đến cộng đồng người khiếm thính. Cô học ngôn ngữ ký hiệu với mong muốn có thể lắng nghe thấu hiểu nhiều hơn, cũng như sự xuất hiện của cô tại chương trình hôm nay là để lan tỏa được sự yêu thương của cô đến với tất cả mọi người. Ngô Bảo Ngọc, số bây giờ 113. Lời đầu tiên cho Bảo Ngọc xin chào tất cả mọi người. Ngọc muốn gửi lời cảm ơn đến 6.000 khán giả đang ngồi ở đây và hàng triệu người đang theo dõi livestream ngay lúc này. Cảm ơn vì chúng ta đã thật sự rất can đảm, bản lĩnh. Covid-19 vừa qua là một nỗi đau rất lớn. Chúng ta mất mát rất nhiều thứ. Chúng ta mất gia đình, chúng ta mất đi công việc. Nhưng mà không phải vì như vậy mà chúng ta bỏ cuộc. Có những lúc mệt mỏi, có những lúc gục ngã, nhưng chưa bao giờ chúng ta bỏ cuộc. Và Ngọc tin là bên trong mỗi con người của chúng ta đều có một vị siêu anh hùng. Khi chúng ta tin vào chính bản thân của mình, thì vị anh hùng ấy luôn luôn ở đó và không có một khó khăn nào có thể cản bước được chúng ta. And I am Vina Woman, and you are superhuman. Thank you. Tiếp theo, xin được chào đón thí sinh Ngô Bảo Ngọc, số báo danh 113. Và vị trí tiếp theo thuộc về thí sinh có số báo danh 113, Ngô Bảo Ngọc. Điều vô cùng tự hào đối với Ngọc, bản thân mình biết được mình là một cái người mới, cho nên mình thật sự là rất nỗ lực và nghiêm túc với cuộc thi này. Và sự nỗ lực của mình là hết sức và hết mình. Sự nỗ lực này không chỉ dừng lại ở đây và còn tiến xa hơn nữa. Bảo Ngọc sẽ là một cái người luôn luôn lắng nghe, học hỏi, nỗ lực để trở thành một cái phiên bản hoàn hảo nhất và tốt nhất. Bây giờ là một thí sinh tới từ thành phố Hồ Chí Minh, Ngô Bảo Ngọc, số báo danh 113. Hiện nay Bảo Ngọc đang là một người mẫu và làm kinh doanh. Đẹp và mình cảm thấy có chút hồi hộp, nhưng mà bản thân mình thì tự tin rất là nhiều tại vì mình đã có một sự chuẩn bị rất là kỹ càng trước khi đến với cuộc thi. Và bây giờ là một thí sinh tới từ Điện Biên mang số báo danh 606, Vũ Thúy Quỳnh. Cô đang là một người mẫu. Và nói về quê hương, Thúy Quỳnh chia sẻ: Điện Biên là mảnh đất lịch sử anh hùng nổi tiếng với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, là mốc son chói lọi của dân tộc Việt Nam. Và bây giờ là phần xuất hiện của thí sinh mang số báo danh 606, Vũ Thúy Quỳnh, cô tới từ Điện Biên. Hãy cùng chào đón vẻ đẹp của thí sinh có số báo danh 606, Vũ Thúy Quỳnh. Vũ Thúy Quỳnh là một cô gái vùng cao Tây Bắc đầy nhiệt huyết, khát khao chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàng Vũ và mong muốn thực hiện được dự án cộng đồng giúp đỡ trẻ em dân tộc thiểu số vùng cao.
606 Vũ Thúy Quỳnh. Tôi lớn lên ở vùng cao biên giới Tây Bắc với điều kiện kinh tế xã hội vô cùng khó khăn. Nhưng tôi đã vượt qua tất cả để ngày hôm nay tôi đứng đây với một giấc mơ lớn, đó là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Và tôi đứng đây là niềm tự hào của tất cả người dân Điện Biên. Tôi muốn nói với các bạn rằng, dù chúng ta sinh ra là ai, dù chúng ta ở bất kỳ hoàn cảnh nào, thì chúng ta luôn có quyền được ước mơ và cố gắng nỗ lực để thực hiện ước mơ đó. Hãy tin vào bản thân của mình. Rất quý rượu trong phần thi áo tắm chính là thí sinh Vũ Thúy Quỳnh, số báo danh 606. Chỉ còn 3 cái tên nữa ghi tên mình vào top 10 của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Và ngay lúc này chúng tôi xin được chúc mừng thí sinh Vũ Thúy Quỳnh, số báo danh 606. Congratulations. Tôi đến với Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 với 3 mục tiêu. Thứ nhất là chiếc vương miện của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Thứ hai, tôi đến đây vì trẻ em vùng cao. Tôi muốn cho mọi người biết được cái sự khó khăn cũng như thiếu thốn của họ và chung tay cùng với tôi giúp đỡ trẻ em ở đó. Thứ ba, tôi đến đây vì tôi rất đam mê thời trang và muốn tiếp cận hơn với khán giả cũng như các nhà thiết kế để hoạt động lâu dài hơn trong lĩnh vực nghệ thuật. Hãy cùng chào đón một cô gái đến từ Điện Biên, thí sinh Vũ Thúy Quỳnh, số báo danh 606. Hiện nay Thúy Quỳnh đang là một người mẫu